Thiên Nga Trắng Tu-160, máy bay ném bom mạnh nhất thế giới, khiến cả Mỹ và NATO phải dè chừng. Chiếc Tu-160 trong lần bay thử nghiệm này hiện là máy bay ném bom nhanh nhất, có tải trọng lớn nhất trên thế giới, đồng thời cũng là loại máy bay cánh cụp cánh xòe, biến hình cánh, lớn nhất từng được chế tạo. Tu-160 có trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 275 tấn, được trang bị 4 động cơ phản lực NK-32 của Kuznetsov, mỗi chiếc có thể cung cấp lực đẩy tới 20 tấn. Nhờ đó, con khổng lồ này có thể đạt vận tốc tối đa hơn Mach 2, nhanh hơn hầu hết các tiêm kích. Kể từ khi Nga khôi phục nhiệm vụ tuần tra chiến lược từ năm 2007, ba cỗ xe ngựa ném bom chiến lược của họ, Tu-22M, Backfire, Tu-95, Bear và Tu-160, Thiên Nga Trắng, thường xuyên gặp gỡ thân mật với các chiến đấu cơ NATO. Trong số đó, chiếc F-22 đã lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ tác chiến bằng việc hộ tống một Tu-95, còn F-35 cũng nhiều lần xuất hiện tại Nhật Bản và Bắc Đại Tây Dương để hộ tống Tu-160. Điều thú vị là, theo tiết lộ từ phi công Nga, mỗi khi chạm trán F-35, Tu-160 thường lập tức chuyển sang trạng thái cánh cụp, bật tăng lực, rồi ung dung rời đi, để lại những phi công NATO bối rối và chiếc F-35 chỉ biết hít khói sau lưng. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng là một người hâm mộ trung thành của Tu-160. Ngày 6 tháng 8 năm 2005, trong chuyến thị sát lực lượng không quân tầm xa Nga, ông đã có dịp tự mình trải nghiệm cảm giác lái chiếc Thiên Nga Trắng. Trong chuyến bay, ông đã đạt vận tốc tối đa Mach 1.5 và thậm chí còn phóng thử 4 tên lửa hành trình Kha-55. Tổng thống Vladimir Putin đã bày tỏ sự hài lòng, cho rằng nó hoạt động tốt như một máy bay mới và có những cải tiến đáng chú ý như khu vực nghỉ ngơi cho phi hành đoàn, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hồi sinh của mẫu máy bay này trong ngành công nghiệp hàng không và khả năng tăng cường bộ ba hạt nhân của Nga. Sau chuyến bay trải nghiệm đó, ông Putin đã yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ nâng cấp Tu-160. Một năm sau, chiếc Tu-160 đầu tiên trải qua đại cải tiến đã chính thức gia nhập biên chế không quân Nga. Nhắc đến Tu-160 thì không thể không so sánh với B-1B của Mỹ. Hai mẫu anh ta cưa này có rất nhiều điểm tương đồng trong thiết kế, đến mức Tu-160 thường được xem như một phiên bản phóng to của B-1B. Tranh luận về việc ai sao chép ai luôn là đề tài chưa bao giờ ngừng lại. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hành trình ra đời của Tu-160. Kết hợp với phần đầu tiên trong loạt video trước, tin rằng sau khi xem xong cả hai tập, mọi người sẽ có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về hai dòng máy bay ném bom chiến lược này. Chào mừng đến với kênh của chúng tôi, Beam & Mơ. Hôm nay chúng ta sẽ nói về Tu-160 White Swan, máy bay ném bom siêu thanh tự xưng của Liên Xô. Tupolev Tu-160, lịch sử và sức mạnh của Thiên Nga Trắng. Năm 1950, Liên Xô và Mỹ bước vào cuộc chạy đua vũ trang khốc liệt, đặc biệt là trong lĩnh vực máy bay phản lực và tên lửa. Sau khi biết Mỹ đang phát triển máy bay ném bom chiến lược siêu thanh B-58, Liên Xô cảm thấy áp lực và quyết tâm không để mình tụt lại phía sau. Năm 1952, họ đã khởi động chương trình phát triển một máy bay ném bom siêu thanh có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Một số phòng thiết kế hàng đầu của Liên Xô, bao gồm Tupolev, đã tham gia vào dự án này. Khởi đầu đầy khó khăn, sản phẩm đầu tiên của nỗ lực này là chiếc Tu-2, máy bay ném bom siêu thanh đầu tiên của Liên Xô. Tuy nhiên, nó không đáp ứng được yêu cầu của quân đội. Khi được nạp đầy nhiên liệu và vũ khí, nó không thể bay ở tốc độ siêu thanh và chỉ có tầm bay khoảng 3.000 km. Ngoài Tu-2, phòng thiết kế Tupolev còn phát triển một mẫu máy bay siêu thanh liên lục địa có tên gọi Project 108. Chiếc máy bay này được thiết kế để bay từ Liên Xô, tấn công lãnh thổ Mỹ và quay trở về. Sau nhiều năm nghiên cứu, dự án đã phát triển thành Project 135 với thiết kế hiện đại hơn. Tuy nhiên, vào cuối thập niên 1950, Mỹ đã đưa vào biên chế tên lửa đất đối không MIM-14 và máy bay đánh trận F-106 siêu thanh, một cặp đôi đủ sức đối phó với mọi máy bay ném bom siêu thanh. Do đó, Liên Xô đã tạm hoãn dự án máy bay ném bom siêu thanh. Sự trỗi dậy của Thiên Nga Trắng. Năm 1964, sau khi Khrushchev từ chức, chính quyền mới của Liên Xô quyết định nâng cấp không quân
và rút kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Họ muốn một máy bay ném bom chiến lược mạnh mẽ và uy lực hơn để kiềm chế Mỹ. Cùng lúc đó, Mỹ cũng khởi động chương trình AMSA, Advanced Manned Strategic Aircraft vào năm 1965, tiền thân của B-1A. Thông tin này đã khiến các nhà lãnh đạo Liên Xô lo ngại về cán cân sức mạnh quân sự. Không quân Liên Xô ngay lập tức công bố yêu cầu về một máy bay ném bom mới có khả năng mang nhiều loại vũ khí, tầm bay liên lục địa hơn 15.000 km, có thể bay siêu thanh ở độ cao lớn và đạt tốc độ gần Mach 3, đồng thời phải có khả năng bay ở độ cao thấp. Những yêu cầu này vô cùng khó khăn để thực hiện trên một chiếc máy bay duy nhất. Sau nhiều năm nghiên cứu ban đầu, các kỹ sư nhận ra việc chế tạo một chiếc máy bay ném bom khổng lồ với tốc độ gần Mach 3 là điều bất khả thi. Cuối cùng, không quân Liên Xô đã phải hạ yêu cầu kỹ thuật xuống, giảm tốc độ tối đa xuống Mach 2 và rút ngắn tầm bay. Một số phòng thiết kế đã gửi các đề xuất của mình, nhưng cuối cùng, dự án được giao cho phòng thiết kế Tupolev vào năm 1975 nhờ kinh nghiệm phong phú của họ trong việc chế tạo máy bay ném bom. Ưu việt hơn B-1A. Tại thời điểm đó, máy bay B-1A của Mỹ đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên. Để vượt qua đối thủ, không quân Liên Xô yêu cầu máy bay mới phải vượt trội hơn B-1A về mọi mặt. Để hoàn thành nhiệm vụ đầy thử thách này, Tupolev đã từ bỏ lối thiết kế bảo thủ trước đây và mạnh dạn áp dụng các công nghệ mới. Họ hợp tác với gần 800 viện nghiên cứu, phòng thiết kế và nhà máy sản xuất khác. Về thiết kế khí động học, Tupolev đã hợp tác với Viện Thủy động lực học và Khí động lực học Trung ương để nghiên cứu hơn 10 phương án khác nhau. Cuối cùng, họ đã chọn một cấu hình gọi là cấu hình nâng thân, trong đó không chỉ cánh mà cả thân máy bay cũng tạo ra lực nâng. Thiết kế này giúp máy bay sử dụng nhiên liệu hiệu quả hơn, giảm tín hiệu radar và hồng ngoại, đồng thời có thêm không gian để chứa nhiên liệu. Chiếc máy bay mới được đặt tên là Tu-160. Thiết kế và vũ khí. Mũi của Tu-160 được trang bị radar NATO có tên mã là Grimpen. Radar này có khả năng phát hiện mục tiêu từ xa trên biển, đất liền và trên không và có thể lập bản đồ địa hình. Thân máy bay bao gồm buồng lái, hai khoang vũ khí ở giữa, một phần cánh cố định và một dầm cánh trung tâm để điều chỉnh cánh cụp, cánh xòe. Phía sau máy bay được trang bị dù hãm để hạ cánh và một hệ thống phòng vệ tự động, có khả năng phát hiện và gây nhiễu radar của tên lửa đất đối không. Trong trường hợp khẩn cấp, nó còn có thể phóng mồi bẫy nhật. Đuôi máy bay còn có hệ thống phát hiện nhật để dò tìm máy bay tiếp cận từ phía sau. Khi hạ cánh, ba chiếc dù hám hình chữ X sẽ bung ra để rút ngắn quãng đường trượt. Trong các chuyến bay thông thường, cánh của máy bay sẽ giữ ở trạng thái xòe hoàn toàn để tạo lực nâng lớn hơn. Khi bay ở tốc độ cao, cánh sẽ cụp lại để giảm sức cản không khí. Vì Tu-160 thường phải thực hiện các nhiệm vụ bay dài, máy bay được trang bị nhà vệ sinh và bếp để tăng sự thoải mái cho phi công. Về động cơ, Tu-160 được trang bị 4 động cơ tuốc bin cánh quạt NK-32 của Kuznetsov. Đây là động cơ mạnh nhất từng được lắp trên máy bay quân sự của Liên Xô. Ở chế độ đốt sau, mỗi động cơ có thể tạo ra lực đẩy lên tới 25 tấn, tổng cộng là 100 tấn cho cả 4 động cơ, giúp máy bay đạt trọng lượng cất cánh tối đa 275 tấn. Các thùng nhiên liệu nằm ở phía trước, phía sau thân và trong cánh có thể chứa tổng cộng 170 tấn nhiên liệu. Để nâng cao hiệu suất động cơ, nhiên liệu phản lực của Tu-160 được thêm khí nitơ. Đó là lý do tại sao nó tạo ra khói thải màu nâu. T-160 và B-1B, hai hướng đi khác biệt. Mặc dù có thiết kế và hình dáng tương tự nhau, T-160 và B-1B lại có mục đích sử dụng khác biệt ngay từ đầu. T-160 được sơn màu trắng để hòa vào các đám mây khi bay ở độ cao lớn trong thời gian dài, đồng thời phản xạ ánh sáng mặt trời
để giảm nhiệt độ thân máy bay. B-1B tập trung vào khả năng đột phá ở độ cao thấp, vì vậy nó được sơn màu xám đậm để dễ hòa mình vào mặt đất, tăng khả năng tàng hình. B-1B có yêu cầu cao hơn về khả năng đột phá là một chiếc máy bay bay đến tận cửa nhà bạn và ném bom. Trong khi đó, T-160 lại chú trọng hơn vào khả năng phóng tên lửa hành trình từ bên ngoài khu vực phòng không của đối phương. Vũ khí chính của T-160 là tên lửa hành trình Kha-55, có thể mang theo đầu đạn hạt nhân nhỏ. Tên lửa này có thiết kế khí động học độc đáo, bên trong có một động cơ tuabin phản lực. Khi phóng, động cơ, cánh và đuôi sẽ bung ra. Nó bay ở độ cao thấp theo địa hình dưới 100m với tốc độ 850 km/h. Sau khi phóng, tên lửa sẽ hạ độ cao ngay lập tức và bay sát mặt nước. Khi bay vào đất liền, hệ thống đối chiếu địa hình sẽ hoạt động, radar sẽ quét địa hình và so sánh với thông tin đã lưu trữ bên trong, giúp tên lửa tấn công mục tiêu với độ chính xác cao. Tầm bắn của Kha-55 lên tới 2.500 km, kết hợp với khả năng đột phá ở độ cao thấp đã khiến NATO vô cùng lo ngại. Hai khoang vũ khí bên trong của T-160 đều có một bệ phóng xoay. Mỗi bệ có thể chứa 6 tên lửa Kha-55. Khoang vũ khí có thể mang tối đa 40 tấn đạn dược. Số phận của Thiên Nga Trắng. Với hiệu suất vượt trội như vậy, Không quân Liên Xô đã đặt hàng sản xuất 100 chiếc Tu-160 để xây dựng một lực lượng máy bay ném bom chiến lược hùng mạnh. Nhưng chỉ sau khi 35 chiếc được sản xuất, Liên Xô sụp đổ và kế hoạch 100 chiếc cũng tan thành mây khói. Trong số 35 chiếc hiện có, 19 chiếc đang đóng quân tại Ukraine và thuộc về nước này. Năm 1998, dưới sự thúc giục của Mỹ, Ukraine đã phá hủy 11 chiếc Tu-160. 8 chiếc còn lại được bán cho Nga vào năm 1999 để đổi lấy khí đốt nhằm xóa nợ. Nga ngay lập tức bắt đầu hiện đại hóa Tu-160 và chiếc máy bay nâng cấp đầu tiên đã đi vào biên chế năm 2006. Sau đó, Tu-160 bắt đầu hoạt động trên khắp thế giới, tuần tra ở Venezuela, vùng Caribe, tham gia các triển lãm hàng không và bay qua quảng trường đỏ trong các cuộc duyệt binh. Năm 2005, khi Barack Obama còn là thượng nghị sĩ, ông đã đến thăm căn cứ không quân Engels của Nga và tận mắt chiêm ngưỡng Tu-160. Nhiệm vụ chiến đấu thực sự đầu tiên của Tu-160 phải chờ thêm vài năm nữa. Ngày 30 tháng 9 năm 2015, chính phủ Syria yêu cầu Nga hỗ trợ quân sự để chống lại phe đối lập và nhóm nhà nước Hồi giáo, đánh dấu lần đầu tiên Tu-160 tham gia chiến đấu. Sức mạnh của không quân chiến lược Nga. Cả ba loại máy bay ném bom chiến lược của Nga đều đã tham gia chiến dịch quân sự. Tu-160 và Tu-95 đã phóng hàng chục tên lửa hành trình Kh-101 từ không phận Địa Trung Hải, thực hiện các cuộc tấn công chính xác từ cự ly xa. Trong khi đó, Tu-22M Badfire bay vào không phận Syria và thả bom. Chiến dịch này có thể nói là một màn trình diễn hoàn hảo về sức mạnh của máy bay ném bom Nga. Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu tuyên bố rằng họ sẽ bắt đầu sản xuất phiên bản nâng cấp tối thượng của Tu-160. Phiên bản cải tiến này được cho là có lớp phủ tàng hình, hệ thống điện tử hàng không mới, buồng lái kính, hệ thống liên lạc và điều khiển, cùng nhiều loại vũ khí mới. Chiếc Tu-160M2 đầu tiên đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên vào tháng 1 năm 2022. Hiện tại, Tu-160 đang được bàn giao với tốc độ một chiếc mỗi 1 hoặc 2 năm. Nga có kế hoạch tăng số lượng máy bay hiện có lên 30 chiếc trước năm 2030. Nhưng mục tiêu này có vẻ khó khăn vì hiện tại họ chỉ có 16 chiếc. Trong khi đó, đối thủ B-1B của nó tuy có hơn 60 chiếc, nhưng do thường xuyên bay ở tốc độ cao và độ cao thấp nên khung thân bị lão hóa nghiêm trọng, chi phí bảo trì đắt đỏ và thời gian phục vụ không còn nhiều. Dự kiến, toàn bộ phi đội B-1B sẽ ngừng hoạt động trước năm 2036. Ngược lại, Tu-160 với vai trò là một bệ phóng tên lửa hành trình có thể tiếp tục phát huy hiệu quả. Tu-160 dự kiến sẽ phục vụ ít nhất đến năm 2050. Cho đến lúc đó, Thiên Nga Trắng vẫn sẽ là lực lượng nòng cốt mạnh mẽ nhất của không quân Nga và là nỗi sợ hãi của NATO. Đó là toàn bộ câu chuyện về Tu-160. Nếu bạn thấy video này hay, đừng quên ủng hộ bằng cách like, comment và share nhé. Nếu video đạt 10.000 lượt thích, video tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vua trực thăng đa năng UH-60 Black Hawk.
cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh của Thiên Nga Trắng, chiếc máy bay ném bom đẹp nhất thế giới